khu trước mặt của anh chị là khu chánh điện nha. Rất tâm linh chùa Mẹ Nam Hải nha quý anh chị. Rất là nhiều Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan. Rất là nhiều Phật tử đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc về tập trung ở chùa Mẹ Nam Hải ha. Đây là tuyến đường chính vào chùa Mẹ Nam Hải nha quý anh chị. Từ đường huyện 24C, quý chị rẽ tay trái vào đây. Đây là từ Mỹ Tho qua cái bến Đò Vàm đó quý chị, là mình thẳng ngay chỗ cổng chào Mỹ Tho, mình thẳng vào đây tầm khoảng 1,5 cây số là mình tới con đường vào chùa Mẹ Nam Hải. Và hiện tại thì cây cầu bắc qua bến Đò Vàm đang thực hiện được hai nhịp chính ở đầu hai bên đầu cầu nha quý chị. Vào những ngày rằm lớn thì đặc biệt ở đây rất là nhiều người dân, người Phật tử ở nhiều nơi về tập trung ở đây ha quý chị. Đây xe rất là đông đó quý chị. Đó. Đây là đường tiến vào chùa Mẹ Nam Hải. Chùa Mẹ Nam Hải có một cái view sông Tiền rất là rộng. Bên kia cũng có chỗ đậu xe đó quý anh chị. Đó, chỗ đậu xe ô tô ha. Này đúng ngày rằm. Em có đi chung với cái nhóm thiện nguyện ở xã Xuân Đông, công ty đo đạc Phú Gia, để phát quà. Vừa xong thì gần đây thì em ghé qua luôn, quay cho quý anh chị mình xem là ngôi chùa này ở gần Mỹ Tho, nằm trong xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo nha quý chị, sát bên Mỹ Tho luôn, cách Mỹ Tho một con sông. Này rất là đông nha quý anh chị, thu hút rất là nhiều tín đồ Phật tử. Xong á quý anh chị, ngay đây là cái la can nè, gần tới chùa rồi đó. Rồi em sẽ đi bộ qua từ ngoài vào chùa Mẹ Nam Hải cho quý anh chị mình thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây giống như một cái ngày lễ Vu Lan, ngày lễ Vu Lan của cái khu vực chợ gạo này, thì nhiều Phật tử tín đồ về đây rất là lớn từ sáng tới giờ, nhiều rất là nhiều đoàn xe từ các tỉnh thành về đây rất là đông. À, đây là khu vực bán đồ lưu niệm nha các anh chị. À, rất là nhiều đồ lưu niệm ha. Đây rất là nhiều cái vòng lưu niệm nè. Chiếc này lên nó đeo nó trong về hoài, nó không có lên nước mà trong vậy. Chú có cái vòng giống vậy không chú? Có. Dạ. Lấy cho em coi vài mẫu. Đây là trung tâm của chùa Mẹ Nam Hải chợ gạo nha quý anh chị. Rất là đông. Bây giờ là trưa, khoảng trưa là 11:30. Bây giờ là 11:30 trưa nha quý chị. Mẹ Nam Hải Tiền Giang. Và đây là khuôn viên phía trước của Mẹ Nam Hải nha quý anh chị. Khuôn viên này hướng ra sông Tiền. Đứng phía này thì quý anh chị có thể nhìn bao quát toàn cảnh ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là cái view phía trước chùa miền Nam Hải nha quý chị. Ở đây nha, mình có thể nhìn thấy cầu Rạch Miễu của Tiền Giang bắc qua Bến Tre nè quý chị. Phía xa đó ha. Đó, đó là cầu Rạch Miễu nha quý chị. Rồi em sẽ quay vào khung cảnh phía toàn cảnh phía bên trong một lần nữa. Rồi tạm biệt quý anh chị ha. Chúc quý anh chị mùa Vu Lan báo hiếu được nhiều sức khỏe và hạnh phúc ha. Rồi em xin tạm biệt quý anh chị.